10 thuốc dân gian phòng chống bệnh tà. Trong y học cổ truyền, bệnh tà thuộc phạm vi chứng hoắc loạn, được chẩn trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có việc vận dụng những kinh nghiệm dân gian hết sức phong phú. Phương pháp dùng thuốc. Bài 1: Cát căn 15 g, hoàng cầm 12 g, hoàng liên 6 g, cam thảo 5 g, ngô thủ du 3 g, ý dĩ 30 g, sắc uống. Dùng cho bệnh thuộc thể nhiệt biểu hiện bằng các triệu chứng thông thường có kèm theo phát sốt, họng khô miệng khát, tâm phiền, trong ngực dạo dực không yên, đau bụng, chất thải nặng mùi, tiểu tiện sền đỏ, rêu lưỡi vàng bẩn. Nếu bị chuột rút ra thêm một qua 12 g, bạch thực 15 g, nôn nhiều ra trúc nhự 10 g, bán hạ chế 10 g. Bài 2: Thái tử sâm 30 g, mạch môn 15 g, bạch thực 15 g, ngũ vị tử 15 g, hoàng liên 6 g, biển đậu 10 g, trích thảo 10 g, ý dĩ 30 g, sắc uống. Dùng cho trường hợp mất nước nhiều, nếu khí hư nhiều, mệt lạ, huyết áp tụt, da hoàng kỳ 30 g, chuột rút ra một qua 10 g, khát nhiều da cát căn 15 g, ô mai 15 g, đi ngoài quá nhiều da thạch lựu bì 15 g. Bài 3: Thái tử sâm 25 g, mạch môn 12 g, thạch hộc 12 g, ô mai 15 g, trúc diệp 10 g, lá sen 10 g. Dùng cho thời kỳ hồi phục, nếu có sốt da thạch cao 30 g, tiểu tiện bất lợi da phục linh 10 g, ăn kém da mạch nha, cốc nha và sơn cha sao đen 30 g. Bài 4: Gừng tươi nướng cháy vỏ 8 g, giềng sao 12 g, củ xả sao 12 g, nụ sim 8 g hoặc búp ổi sao 12 g. Sắc với 500 ml nước còn 200 ml chia uống 2 lần trong ngày. Hoặc nụ sim 8 g, búp ổi 60 g, giềng 20 g, tất cả sao vàng tán bột, uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 5 g với nước ấm. Dùng cho bệnh thuộc thể hàn biểu hiện bằng các triệu chứng thông thường có kèm theo tay chân lạnh, vã mồ hôi lạnh, sợ lạnh, bụng không đau, phân toàn nước màu hơi trắng đục như nước vo gạo, tiểu tiện trong, rêu lưỡi trắng mỏng. Bài 5: Hoạt thạch và cam thảo lượng bằng nhau, tán bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 3-6 g. Hoặc búp chè xanh 16 g, rau má 16 g, lá mơ lông 16 g, bông mã để 16 g, nụ sim 18 g, sắc uống. Dùng cho bệnh thuộc thể nhiệt. Bài dùng một trong các bài thuốc độc vị, một biển đậu một thăng, còn gọi là thưng, có dung tích khoảng 200 ml, dùng để đong lương thực, sắc với 1.200 ml nước lấy 400 ml uống lờ uống. 2. Sinh khương 90 g, rửa sạch, giã nát, sắc với rượu 200 ml, chia uống nhiều lần. 3. Ngải cứu một nắm sắc với 3 bát nước lấy 1 bát uống. 4. Giềng 30 g giã nát sắc với 3 bát nước lấy 2,5 bát rồi bỏ bã đem nấu với gạo thành cháo, chia ăn vài lần. 5. Chi tử 14 g sao vàng tán bột, uống với rượu ấm. 6. Ngô thủ du sao 60 g sắc với 2 chén rượu to lấy 1 chén uống ấm. Các bài thuốc nói trên sắc uống ngày một thang cho đến khi khỏi. Phương pháp không dùng thuốc. Bài 1: Giấm gạo để lâu đun nóng, dùng gạc cũ thấm ướt rồi trường tứ chi nhiều lần. Dùng để chữa cơn chuột rút, y học cổ truyền gọi là truyền cân trong bệnh tà. Bài 2: Cứu huyệt trừ trùy, mỗi huyệt 10 tráng. Vị trí huyệt trừ trùy ở vùng lưng, nằm sấp xuôi tay, lấy dây đo khoảng cách hai đầu nhọn khớp khuỷu. Dây đi ngang qua chỗ hõm dưới cột sống lưng là một huyệt, từ huyệt này đo ngang ra hai bên một thốn, mỗi bên một huyệt, như vậy là có 3 huyệt. Đây là huyệt vị do Hoa Đà tìm ra, được ghi trong sách Hoa Đà thần y bí truyền. Bài 3: Lấy muối ăn đổ đầy rốn rồi dùng mùi ngải cứu bên trên, dùng để chữa chứng chướng bụng và hồi sinh trong bệnh tà. Cũng có thể thay muối bằng gừng tươi thái lát, cứu cách gừng. Bài 4: Châm tả huyệt chi câu, từ điểm giữa cổ tay phía mu đo lên trên 3 thốn, ở khe giữa xương quai và xương trụ, dùng để chữa chứng nôn nhiều trong bệnh tà. Bài 5: Dùng một cái bát sứ dấp dầu hạt cải cạo gió vùng cổ vai, cột sống, hai bên sườn, hai mặt trong khớp khuỷu và khớp gối. Cạo từ trên xuống dưới cho đến khi xuất hiện những chấm đỏ tím thì thôi. Bài 6: Lấy tỏi giã nát sát vào hai lòng bàn chân cho đến khi nóng rực thì thôi, dùng để chữa chứng chuột rút trong bệnh tà. Bài 7: Dùng muối ăn sao nóng chườm vùng ngực, bụng và lưng nhiều lần để cầm nôn và đi ngoài. Nói những kinh nghiệm nêu trên đều đơn giản, dễ kiếm, dễ làm và rất tiện lợi.
nhưng vì tà là một bệnh nguy hiểm nên người bệnh nhất thiết vẫn phải được khám và điều trị theo biện pháp của y học hiện đại. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó, việc chọn lựa và vận dụng những kinh nghiệm dân gian vẫn có giá trị phòng bệnh tích cực, điều trị hỗ trợ và dự phòng tái phát ở một mức độ nhất định.